Tâm xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Global TV 51.5. Kính thưa quý vị, Thu Tâm đứng đây bên cạnh của Thu Tâm là anh Nguyễn Mạnh Chiến và chị Nguyễn Thị Ngọc Ninh và cháu Andrew Nguyễn. Xin anh cho biết anh từ nơi nào đến đó thưa anh? Dạ thưa chị, chúng con em từ Canada tới. Vâng, anh ở Canada và tỉnh nào vậy anh? Thành phố Windsor và Ontario. Dạ vâng. Anh đến đây với gia đình và còn ai đi theo anh không anh? Trong gia đình thì có bố mẹ đi và vợ và bốn đứa con và một người em vợ cũng như ba đứa cháu. Dạ vâng. Chị cho biết là khi chị đến đây chị thấy thời tiết nóng như vậy chị có chịu nổi không? Lúc đầu thì không chịu nổi thiệt, nhưng mà bây giờ riết rồi cũng phải quen, tại vì mình muốn cho con được tốt hơn á. Dạ vâng. Dạ. Cháu đến đây với bố mẹ cháu thấy thế nào? Cháu có happy không? Dạ. Ok. Vâng, thưa anh cho biết là đây là lần thứ mấy anh đến đây để tham dự ngày đại hội Thánh Mẫu thưa anh? Dạ, nếu em không nhớ không lầm thì lần thứ 9 hoặc lần thứ 10 gì rồi. Dạ vâng. Dạ. Và mỗi lần như vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý khán thính giả được biết là cái tâm tình của anh trong những ngày đại hội như thế nào? Thì cảm ơn chị là cái tâm tình của tụi em đến đây là vì đường xá rất là xa xôi, nhưng mà vì đức tin cũng như là lòng cảm mến Chúa và Đức Mẹ đó, và đem cả tâm tình gia đình cũng như cái lòng yêu thương các con các cháu đến đây để học hỏi những cái hay cũng như cái tốt, rồi để cho các cháu nó nhìn thấy được đức tin cũng như là đời sống tốt cho xã hội sau này. Chính vì vậy chúng ta em hy sinh đi đường xa rất xa xôi và mong muốn mỗi một năm có thể có cơ hội có thể là đi mỗi một năm. Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã chia sẻ những cái tâm tình của anh ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn anh, chị và các cháu. Dạ, ok, cảm ơn chị. Chào chị. Cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn. Hello, bye bye. Bye bye. Bye. Okay. Kathy Đặng, Đài Truyền hình Global TV xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay tại buổi sáng của ngày Đại hội Thánh Mẫu, bên cạnh Kathy đã có mặt anh Nguyễn Văn Thanh. Và Kathy xin được có vài lời hỏi anh. Dạ xin anh cho biết là anh từ đâu tới ạ? Kính thưa chị và kính thưa toàn thể quý vị, tôi là Nguyễn Văn Thanh của Cộng đoàn Công giáo Phọc Quay và Sao Ben từ tiểu bang Indiana tới đây ạ. Dạ thưa anh đi tới đây một mình anh hay là với bao nhiêu người thưa anh? Thưa chị là tôi đi tới đây là như tôi vừa nói là một cộng đồng của hai thành phố. Thì trên một xe bus mà có thể quý vị cũng thấy phía đằng sau đó là khoảng 56 người trên xe. Kathy xin được hỏi chị cho biết quý danh và chị từ đâu tới? Chào chị, em tên là Huyền Trần, em từ Fort Wayne, Indiana tới theo chuyến xe bus và em là trưởng nhóm của chuyến. Chị là trưởng nhóm của chuyến, như vậy thì cái chuyến đi như vậy dự định mình sẽ ở đây bao nhiêu ngày thưa chị? Vậy là 3 ngày, 4 ngày 3 đêm. Đây là chuyến đầu tiên hay là đã là đi thường xuyên rồi ạ thưa chị? Đây là chuyến thứ 5 rồi. Thay mặt đài Global TV, xin chúc các anh chị có một ngày thật là tốt và những ngày sau này phải nói là thật là tốt và bình an. Và nhớ cầu nguyện cho tất cả mọi người và nhất là cho nước Việt Nam của mình, các anh chị nhé. Tâm xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Global TV 51.5. Kính thưa quý vị, Thu Tâm được đứng bên cạnh các sơ của dòng Sister of Saint. Dòng thánh Phaolô. Dạ vâng. Thưa sơ, con kính chào sơ và quý sơ. Xin hân hạnh được thưa chuyện cùng sơ. Paul the Church. Xin sơ giới thiệu tên cũng như là tỉnh dòng của sơ. Sơ tên là Sơ Marie Nguyễn Thị Thu Hồi. Dòng thánh Phaolô là tiếng Việt, tiếng Anh gọi là Sisters of St. Paul of Chartres, và dòng sơ hiện tại ở Michigan, Grand Rapids, yeah. Michigan. Yeah. Thưa sơ cho biết là sơ dựng lều ở đây với mục đích gì ạ? Đây là lần đầu tiên các chị em đến đây để thứ nhất là để dự đại hội Đức Mẹ, thứ hai là để tìm kiếm ơn gọi. Thì vì đây là cơ hội mà có nhiều thiếu nữ đi dự đại hội, cho nên nhiều thiếu nữ sẽ có cơ hội gặp gỡ các sơ và tìm hiểu về cái ơn gọi của mình.
Vì vậy cho nên các sơ muốn đến đây để mà thứ nhất là trình bày một số nhạc cụ là các em các sơ trong nhà hay chơi với nhau. Thứ hai là để cho các em thấy cái đời sống tu của mình không phải chỉ là trong kinh nguyện, nhưng mà kinh nguyện qua phụng vụ, qua các nhà cụ, qua các giải trí như vậy. Xin chân thành cảm ơn sơ cũng như tất cả quý sơ ở đây. Và xin kính chúc quý sơ làm tròn công tác phục vụ Chúa trao và luôn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào quý sơ. Kính chào chị. Con giữa gia đình, tôi sống theo tình người con đang có mặt tại ngay những cái chỗ bán thức ăn ở đây, và có những em Việt Nam đã có mặt ở đây và rất là dễ thương quý vị, tại vì các em đã đội những chiếc nón lá Việt Nam. Em cho biết em tên gì? Dạ Vinh. Vinh. Em đã tới đây từ ngày nào? Thứ sáu. Thứ sáu tuần trước. Thưa quý vị, các em đã có mặt ở đây từ thứ sáu tuần trước. Em có biết nói tiếng Việt không? Dạ, chút xíu thôi. Như vậy là quá tuyệt rồi thưa quý vị. Rồi, khi mà em tới đây, em nghĩ rằng em sẽ cầu nguyện, praise. Em cầu nguyện gì? Em cầu nguyện cho ba mẹ. Dạ. Wow, rất là dễ thương. Thưa quý vị, đây là một anh chàng rất là có hiếu. Em tên gì? Con tên Phúc. Tên Phúc, vậy Phúc ở đâu tới? Iowa Davenport. Kính thưa quý vị, tất cả các em ở đây cũng đã từ ở xa tới, nhưng mà để cho biết rõ hơn các em ở thành phố nào tới, bây giờ các em hỏi em tên gì và ở đâu tới? Tên Khoa là ở Iowa West Des Moines, Windsor Heights. Wow, lý do tại sao các em đều đội nón lá? Ngầu quá. Wow, quý vị ơi, tất cả các em ở đây nói rằng đội nón lá rất là ngầu. Như thế thì tất cả những người Việt chúng ta cần phải có một cái nón lá, nhất là ở trên xứ Mỹ này. Thay mặt của đài truyền hình Global TV, Kathy xin cảm ơn các em rất là nhiều và chúc các em một ngày thật là vui. Ok, you guys cool. Thank you very much.